eh. Bớt miết không lên. Chị vẫn còn lưu luyến. Nhỏ nhưng mà nhìn cũng ngon lắm à. Sạch sẽ. Cô nên có dũng gì đâu, đi nặng miết rồi đây. Nặng miết như đi hồi cô không thấy. À. Hồi trước. Tôi có cái 2 tuần. Bảy hả? Câu ní hả? Như cái 2 tuần. Chị mới tới hỏi gì chị cái 2 tuần. Ở đó vậy thấy mới thấy lạ, 2 tuần mồm lên kinh đi. Không quay cái đó à, kêu anh Cường vô quay. Xong hơi rồi. Cái gì nói trước chứ rồi. Cậu cũng ngáo ghê bờ. Xong hơi rồi mà quay chi nữa. Rửa xong rồi chỉ xong hơi thôi, hết quay rồi. Quay quay ngay từ đầu chứ. Chị nói là chị nói ngay từ đầu ấy. Thì quá cho quán có một cái á. Okay.
khi ngay cái lúc mà em với môn mới vô đưa khách một cuốn khăn á, cái là qua cái lúc rửa mặt á, mà được xin thôi là qua cái khăn á, qua xin thôi cái tắt 3-2 phút thì chưa tới hả? Quay với cái đó mình đâu cần nét đâu, mình lấy cái 12 quay vẫn được mà. Quay mụn mới cần nét chứ rồi. Còn mấy phút nữa. Cái đợt nhỏ quá, tiền có nhỏ hơn trước á. Anh nhìn chỗ nằm thôi ấy mà. Dạ rồi.